ông Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng định vợ con không hề dính líu đến vụ Việt Á, nay hết cười đắc ý khi vào lò hóa củi. Vâng, thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc từng tự tin khẳng định rằng vợ và các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á. Thế nhưng mới gần một tháng sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm lên nhận chức, đã xuất hiện nhiều tin đồn vợ ông đã vào lò hóa củi vì có dính líu đến vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nước nhà. Vụ án nghìn tỷ Trương Mỹ Lan, vợ đồng chí X đang phải đôn đáo chạy tội khi bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài. Nhớ lại trước thêm Tết Nguyên đán năm 2023, ông Nguyễn Xuân Phúc lần đầu xuất hiện phát biểu trước truyền thông sau khi bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước hơn 2 tuần trước đó. Ông dõng dạc khẳng định rằng bản thân và gia đình không làm sai trong vụ Việt Á. Mạng báo Thanh Niên dẫn lời ông Phúc nói, gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đây là lần đầu tiên trong tứ trụ ở Việt Nam lên tiếng về việc bãi nhiệm chức vụ của mình. Điều không được công bố rõ ràng khi cho thôi việc đối với các quan chức cấp cao ở đất nước độc đảng. Không rõ vì sao, ông Phúc phải lên tiếng thanh minh cho vợ con của mình. Tuy nhiên trên mạng xã hội Facebook và YouTube, lan truyền các thông tin không kiểm chứng cho rằng phu nhân Chủ tịch nước Trần Thị Nguyệt Thu là trùm cuối của Việt Á. Và thời gian gần đây là rầm rộ thông tin bà Thu còn liên quan đến đại án nghìn tỷ Trương Mỹ Lan. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong 21 tháng giữ chức vụ Chủ tịch nước, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, đồng thời chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng và kế thừa phát huy các thành tựu quan trọng của các đời chủ tịch nước tiền nhiệm. Tuy nhiên, theo ông Phúc, trên cương vị người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong các cuộc họp của Bộ Chính trị, cuộc họp bất thường của Trung ương và phiên họp bất thường của Quốc hội, tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát, rõ ràng, căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước, và xem xét nguyện vọng của tôi. Đảng, Nhà nước đã đồng ý để tôi thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói và cho rằng bản thân nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân nên đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Ông Phúc là người thứ ba sau hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam và Phạm Bình Minh bị miễn nhiệm chức vụ theo nguyện vọng cá nhân, sau khi trợ lý của hai ông này bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến đại án bộ xét nghiệm Việt Á và chuyến bay giải cứu công dân. Nguyễn Xuân Phúc là một trong những lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam thời còn tại chức khi từng giữ chức Thủ tướng cũng như Chủ tịch nước. Tuy nhiên, do chịu trách nhiệm của người đứng đầu sau vụ Việt Á mà ông đã phải xin từ chức, ông cũng từng khẳng định vợ con ông không dính dáng đến vụ Việt Á. Vợ nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ai? Được biết, vợ của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Bà là phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước của chồng từ tháng 4 năm 2021 đến 18 tháng 1 năm 2023 và cũng là phu nhân của Thủ tướng trong nhiệm kỳ Thủ tướng của chồng từ năm 2016 đến 2021. Bà được biết đến với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên diện áo dài truyền thống Việt Nam và được báo chí Việt Kiều mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng năm 2016 và làm Chủ tịch nước năm 2021, bà đã tháp tùng ông Phúc trong nhiều chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp nhiều quan chức nước ngoài, trong đó có việc tiếp đón các đệ nhất phu nhân và phu nhân của các nguyên thủ nước ngoài. Bà thường được biết đến với phong cách thời trang của mình, thường mặc áo dài truyền thống Việt Nam và luôn kết hợp màu sắc của nó với chiếc cà vạt của chồng. Được biết ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức Chủ tịch nước là do bê bối vụ Việt Á khiến hàng loạt quan chức bị bắt và ông chịu trách nhiệm là người đứng đầu. Tuy nhiên, trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn về việc vợ con ông dính đến vụ việc này, nên trong buổi lễ bàn giao chức Chủ tịch nước, ông đã có những phát biểu về vụ việc cụ thể.
năm 2023 đã diễn ra buổi lễ bàn giao tông tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội làm thủ tục miễn nhiệm trước Chủ tịch nước hôm 18 tháng 1. Để chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, tại buổi lễ bàn giao, ông Phúc đã nói, ông đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Tuy nhiên, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phúc nói thêm, nhận thức rõ trách nhiệm trước nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Đáng chú ý, nguyên Chủ tịch nước nói thêm một ý về vụ Việt Á. Gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đánh giá lại sự nghiệp, công tác 40 năm của ông Phúc, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói, ông Phúc luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết vì sự nghiệp chung. Và khen ông đã gương mẫu chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vì một số cán bộ lãnh đạo dưới quyền vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nên ông đã làm đơn xin thôi giữ tác chức vụ, phân công đi công tác nghỉ hưu. Lò rực cháy, Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 dự án điện gió, điện mặt trời. Vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, do Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thụ lý thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa có yêu cầu đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về việc cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều địa phương. Yêu cầu trên nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố do Cơ quan An ninh Điều tra thụ lý. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Trong số 32 dự án trên, có 10 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió. Cơ quan An ninh Điều tra yêu cầu EVN phải cung cấp toàn bộ hồ sơ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, công nhận ngày vận hành thương mại, hồ sơ kiểm định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế của các nhà máy điện. Trước đó, vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản truyền đám vụ việc liên quan đến điện gió, điện mặt trời cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vụ việc liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương và một số dự án tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận. Trước đó, hàng loạt cán bộ cấp cao ngành điện đã bị Bộ Công an bắt tạm giam. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 đối tượng về 5 tội danh. Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận, EVN Bình Thuận và các đơn vị liên quan, các đối tượng bị khởi tố gồm Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuấn Ân về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Trần Ngọc Linh, cựu giám đốc, Nguyễn Thành Ngôn, giám đốc, Trương Tấn Đạt, phó giám đốc, nguyên trưởng phòng kế hoạch vật tư, Lê Quang Nghĩa, trưởng phòng và Tạ Thúc Thông, chuyên viên phòng kế hoạch vật tư, EVN Bình Thuận về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Nguyễn Trung Quân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc, Trần Điện Trương, cựu Giám đốc, Tạ Ngọc Huân, Phó Giám đốc Công ty Thiết bị Điện Tuấn Ân, về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, Hoàng Liên Sơn, trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ, Võ Thị Thùy Trang, trưởng Ban Tài chính, Trần Thị Minh Trang, nhân viên kế toán Tập đoàn Tuấn Ân, Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc và Phan Thanh Thuận, kế toán trưởng Công ty Tuấn Ân Long An, về tội vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Trương Thị Mỹ Thuận, Giám đốc Doanh nghiệp Thương mại Hoa Mỹ, Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Khang 68 và Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tiến Tiến Đông về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bộ Công an đang tiến hành đấu tranh chuyên án về việc làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận, EVN Bình Thuận và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Quốc Hùng, sinh năm 1976,
Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Trịnh Văn Đoàn sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Nguyễn Hữu Khải sinh năm 1977, trưởng phòng kinh doanh mua bán điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đỗ Ngọc Tuyền sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trương Hoàng Dũng sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung 168 dự án điện mặt trời theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh, có 154 trên 168 dự án không có căn cứ, cơ sở pháp lý về quy hoạch. Trong đó hơn 2/3 là nguyên nhân chính dẫn đến mất cân đối hệ thống, cơ cấu nguồn điện, lãng phí nguồn lực xã hội, thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả thanh tra cho thấy, công tác quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện qua các chỉ tiêu tổng hợp như sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống hàng năm đều tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Kết luận thanh tra nêu rõ, cũng theo kết luận thanh tra, những kết quả đạt được là rất quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, đáng chú ý là trong giai đoạn thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh 2016-2020 đã để xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời, việc ban hành tham mưu ban hành các quy định về quản lý điện mặt trời mái nhà, việc phê duyệt bổ sung các dự án điện gió và thủy điện nhỏ, việc đầu tư nguồn điện và lưới điện, việc tham mưu ban hành quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, việc ban hành tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực. Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm vi phạm nêu trên thuộc về Bộ Công Thương. Ngoài ra còn có trách nhiệm liên quan của Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong việc đề xuất đầu tư dự án, hay như những khuyết điểm vi phạm của các tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong giai đoạn 2011-2020, EVN và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị thành viên có liên quan đã không hoàn thành việc đầu tư nguồn điện và lưới điện truyền tải theo nhiệm vụ được giao tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Đầu tư nguồn điện đạt 82,2% so với công suất được giao tại quy hoạch. Đáng chú ý là việc đầu tư lưới truyền tải chỉ đạt tỷ lệ thấp cả về quy mô và số lượng. Về quy mô đầu tư hoàn thành so với quy hoạch, trách nhiệm đối với những tồn tại, khuyết điểm nêu trên thuộc về Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực và EVN. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam EVN và DV Power không hoàn thành việc đầu tư 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 13.350 MW theo nhiệm vụ được giao tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh. EVN được giao làm chủ đầu tư 9 dự án, trong đó 7 dự án đang thực hiện nhưng chậm tiến độ với thời gian dài, 2 dự án chưa triển khai thực hiện, nhiệt điện khí Kiên Giang 1 và 2. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng công ty Điện lực TKV không hoàn thành nhiệm vụ đầu tư 6 dự án nguồn điện với tổng công suất 2.260 MW. Đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành 4 trên 6 dự án, đạt 66,6% về số lượng dự án, tổng công suất 950 MW trên 2.260 MW, đạt 42% về công suất. Trách nhiệm thuộc về TKV và Tổng công ty Điện lực TKV. Đề nghị thanh tra toàn diện một dự án điện gió liên tiếp sai phạm. Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện về dự án này. Thưa quý vị, Sàm Tang Thích Chân Quang ngày trước có giảng về việc cụ Lý Thường Kiệt đánh Trung Quốc là láo, em dám đánh anh. Nhiều người đã có ý kiến yêu cầu ông Quang viết bản kiểm điểm. Sau đó một thời gian, ông Quang ít nói lung tung. Nhưng gần đây, ông ấy lại nói nhiều quá. Ngoài ông Quang ra, còn nhiều người nữa. Thiết nghĩ giáo hội Phật giáo cần quản lý tốt hơn để Phật tổ bớt buồn vì những ông sư này. Vâng, thưa quý vị, theo giáo sư Lương Ngọc Huynh, bước chân của tu sĩ Minh Tuệ không chỉ là bước chân của người tu hành Phật Pháp,
mà còn là bước chân của thước đo giá trị chân lý. So sánh các vĩ nhân thường rất khó vì nó khập khiễng, bởi mỗi vĩ nhân mang lại một giá trị khác nhau. Nhưng nếu so sánh hiện tượng thì tu sĩ minh tuệ đã đánh thức giá trị sống, thức tỉnh nhân tâm của hàng triệu người Việt Nam. Trong vòng 100 năm nay, có 3 người Việt Nam được người dân xếp hàng bên đường, chào đón và tiễn đưa. Điều đặc biệt, Minh Tuệ chỉ là một tu sĩ sau 6 năm, nhưng đã đánh thức chân tâm của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Minh Tuệ không thể so sánh với Bác Hồ, Bác Giáp. Nhưng những hình ảnh của người dân đứng hai bên đường, kính lễ, dọn đường trải hoa khiến cho tất cả chúng ta có liên tưởng đến những vĩ nhân của dân tộc. Điều gì đã làm nên như vậy? Chính sự tha hóa, lối sống của phần lớn các nhà sư nổi tiếng hiện tại đã là tấm gương phản chiếu vĩ đại cho những bước chân của một tu sĩ không tiếng tăm và đã đẩy anh ấy lên trở thành một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Người ta đã thực sự sợ hãi những bước chân ấy bởi mỗi bước chân của anh, người tu sĩ chân chính đã làm chấn động Phật giáo Việt Nam. Nếu để những bước chân ấy tiếp tục hành trình đến mũi Cà Mau, thì chắc chắn sẽ tạo thành cơn động đất vĩ đại, đánh sập tất cả những ngôi chùa và những ông đại đức, thượng tọa danh tiếng nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này khiến cho giáo hội Phật giáo sợ hãi đến tột cùng. Những bước chân ấy không chỉ đánh sập Phật giáo giả tu mà còn làm lung lay đến những người khác của đất nước trăm triệu dân. Hỏi rằng có ai khi ra đường thời buổi này mà được người dân xếp hàng dài dọc đường kính lễ và trải hoa trải thảm? Thế cho nên, không chỉ có Phật giáo giả tu mà cả rất nhiều người khác đều run sợ. Nỗi sợ hãi dâng lên khi mỗi ngày dòng người xếp hàng đã dài thêm vài cây số ven đường. Họ sợ rằng nếu để lâu thì dòng người xếp hàng sẽ đông nhất lịch sử vĩ nhân đất Việt. Đó là lý do những bước chân tu hành phải dừng lại. Nếu giáo hội Phật giáo tỉnh táo, nếu chính quyền tỉnh táo thì đó chính là cơ hội quảng bá hình ảnh của đất nước. Chỉ cần tuyên truyền người dân trật tự khiêm kính, đuổi bớt hội quay phim nghiệp sư, hạn chế những hình ảnh xấu trên mạng, lựa chọn những nhà sư đủ đức tâm, đủ chính pháp để đồng hành cùng tu sĩ, không cho những kẻ giả sư, những kẻ tò mò, thích thử thách lợi dụng hình ảnh của tu sĩ minh tuệ, nhập đoàn làm náo động phố phường, lại giảm đi tính uy nghi thuần khiết của việc tu hành chính pháp, chặn cửa, cấm khẩu những tà sư có những phát ngôn ganh tị, đố kỵ. Giá như được vậy thì không những Phật giáo lên ngôi mà chính quyền mở mặt, nhân dân hồ hởi, chúng ta truyền đi một thông điệp tự do, hạnh phúc, dân chủ đến khắp thế giới. Nếu có thể làm lại, tôi vẫn khuyên chính quyền và giáo hội Phật giáo tiếp tục để tu sĩ minh tuệ đi tiếp hành trình những bước chân nhân tâm hỷ xả ấy. Người dân sẽ hoan hỷ, đất nước tràn đầy sinh lực của sự yêu thương, hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, được lòng dân thì có tất cả, nhưng mất lòng dân cũng sẽ mất tất. Hãy tỉnh táo thì chưa muộn. Vâng thưa quý vị, thầy Thích Minh Tuệ đã làm mất đi nhiều thứ quá. Nhiều người đặt câu hỏi, Thích Minh Tuệ đi đi lại lại khắp nơi trên mọi miền đất nước như thế thì làm được gì cho đời? Những người đi theo ông như vậy, họ được gì? Theo mình, những người ngưỡng mộ và đi theo Thích Minh Tuệ, họ không được gì cả. Mà họ mất rất nhiều thứ. Mình có thể liệt kê một số như sau. 1. Mất đi lòng tham. Mất đi sự tham ăn. Người ta chợt nhận ra rằng, cơ thể này chỉ cần ăn một ngày một bữa như Thích Minh Tuệ, vẫn có thể sống và sống rất khỏe mạnh. Họ sẽ tiết chế bớt cái sự ăn của mình. Ăn không cần phải cao lương mỹ vị, không cần phải ngày ba bữa mà ăn gì cũng được. Quý trọng thức ăn và chỉ ăn vừa đủ là thân khỏe, tâm an. Mất đi sự tham mặc, người ta cũng nhận ra rằng không cần quần nọ áo kia, mà chính cái tâm trong sáng mới làm nên vẻ đẹp của con người. Chỉ cần bộ đồ tươm tất là ổn. Các bà, các cô sẽ không còn đau đầu lựa chọn mặc đồ gì mỗi khi đi ra đường nữa. Mất đi sự tham ở, người ta chợt nhận ra không cần phải cứ nhà to, nhà đẹp mới ở được. Như Thích Minh Tuệ thì đâu cũng là nhà, gốc cây cũng là giường. Còn mình thì chỉ cần có chỗ nương thân, 2m2 đủ chỗ nằm, không mưa nắng cũng ổn rồi. Liệu có cần lao tâm khổ tứ để kiếm nhà to, nhà đẹp? Đã có nhà to rồi, muốn nhiều nhà nữa. Dối dân, lừa người để vơ vét. Rồi cuối cùng cũng chỉ cần 2m2 cho chỗ nằm cuối cùng. Có mang theo được gì đâu. Mất đi sự tham danh, tham lợi
tham tiền, tham chức tước. Có thể người ta chợt nhận ra rằng tất cả những thứ đó đều là vô thường, không cần nắm giữ, không cần cầu cạnh, cứ sống tự nhiên như Thích Minh Tuệ, tâm sẽ bình an, hạnh phúc sẽ tới. 2. Mất đi cái sân. Sân có nghĩa là nóng giận, lòng đố kỵ, sự ghen ghét. Hình ảnh Thích Minh Tuệ luôn luôn vui vẻ với mọi người. Dù ai có làm gì thì ông vẫn cúi đầu A-di-đà Phật và cầu phúc cho họ, cho chúng ta thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao. Tức giận ghen ghét để ở trong lòng, chỉ tự mình làm khổ mình. Cứ sống như cây, như hoa, sẵn sàng đón nhận tất cả những điều gì xảy đến cho mình với một tâm thái bình yên. Như mặt đất kia, nếu người ta có đổ phân lên thì một thời gian sau, cây cỏ chỗ đó sẽ trở nên tốt tươi hơn. 3. Mất đi cái si. Theo kinh Phật, si là si mê, vô minh, ngu tối. Người vô minh không sáng suốt, không suy xét, hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại, nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là dại hay ngu. Vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gặm nhấm từ bên trong con người, khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần, và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng, vô minh là điều ô trược tệ hại nhất. Hãy vứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch. Thích Minh Tuệ đã làm cho người ta bừng tỉnh về thế nào gọi là tu, phân biệt rõ giữa thầy tu và thầy chùa. Thầy tu là người sống nghiêm túc theo giáo lý của Phật, chuyên tâm học hành, giữ giới để đạt được mục đích giác ngộ giải thoát, ra khỏi sinh tử luân hồi. Thầy chùa là những người khoác trên mình cái áo nhà sư, ở trong chùa nhưng không tu, tìm mọi cách trục lợi cho bản thân bằng cách kêu gọi cúng dường, kinh doanh tâm linh. Mình nghĩ những thứ trên không thể mất ngay hết được. Nếu mất được thì đã giác ngộ rồi, mà mỗi người mất đi một chút xíu, giảm đi được một ít thì cuộc sống đã tươi đẹp lên nhiều rồi. Bản thân mình thì khi nhìn vào Thích Minh Tuệ, chiêm nghiệm và ngộ ra được nhiều điều. Trong đó có hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi, cát bụi tuyệt vời. Thế giới ví Thích Minh Tuệ là báu vật thần tăng giúp triệu người thức tỉnh, viên ngọc quý phương Đông có 102. Thưa quý vị, danh tiếng Thích Minh Tuệ đã lan rộng ra cả thế giới. Từ Cali, một du tăng nổi tiếng nói rằng, phải biết là có một hiện tượng độc lạ tại Việt Nam, một tiếng sấm sét kinh hoàng ở phương Đông là hiện tượng về thần tăng Thích Minh Tuệ. Tôi là du tăng Thích Minh Tánh, xưng danh gọi đầu đà Thích Minh Tuệ ở San Francisco mấy tuần trước là thần tăng, là tại sao? Là du tăng Thích Minh Tánh tôi là dùng cái hạnh truyền giáo đi khắp nơi trên thế giới, còn danh tăng Thích Pháp Hòa dùng khẩu giáo là rất dễ thương, rất là ái ngữ, làm cho hàng triệu người thương mến. Còn thần tăng Thích Minh Tuệ là đầu đà khổ hạnh. Nói chung là nói danh xưng đầy đủ ý nghĩa ấy thì phải nói là du tăng khất sĩ đầu đà khổ hạnh thần tăng Thích Minh Tuệ. Là một hiện tượng chấn động ở phương Đông, chấn động ở Việt Nam mình, là một ngôi sao sáng, là một tiếng sấm sét, là một ngọn đèn thiện lành đang soi sáng khắp Việt Nam. Sư Minh Tuệ là một nhân vật và xin thông báo đến cho quý vị là từ điển toàn khoa ở Mỹ. Coi như là đã công nhận thầy Thích Minh Tuệ đi vào lịch sử thế giới. Mọi người đều biết đến hết, cái công hạnh của người làm chấn động thiên hạ đã làm cho mọi người cảnh tỉnh, biết thay đổi, biết được cái công hạnh, khổ hạnh, đầu đà khổ hạnh của thần tăng Thích Minh Tuệ. Bây giờ ở Việt Nam, mọi người coi ngài như là một viên ngọc quý, như là một viên kim cương. Hiện tại có rất nhiều người bảo vệ hộ pháp thần tăng Thích Minh Tuệ, cả nước dậy sóng và đều bừng tỉnh như qua một cơn mê, như qua một màn đêm đen mà tự nhiên có một vầng trăng sáng. Bởi vậy, cái hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ làm chấn động từ phương Đông qua phương Tây, chấn động thiên địa. Cho nên du tăng Thích Minh Tánh tôi rất bái phục và ngưỡng mộ, thật sự bái phục và ngưỡng mộ thần tăng Thích Minh Tuệ. Sư tôi là du tăng Thích Minh Tánh, là sư huynh, sư đệ là Thích Minh Tuệ, cùng là một môn phái khất sĩ, cùng là một tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài đi theo một cái hạnh là du tăng khất sĩ, bây giờ ngài Thích Minh Tuệ lập thêm cái hạnh nữa, cái hạnh coi như cực kỳ tôn quý, cái hạnh cực kỳ khó là cái hạnh đầu đà khổ hạnh. Ngài sử dụng một pháp thần. Pháp này của ngài Mahakajip Nhất Tổ, từ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền xuống cho ngài Mahakajip, rồi truyền xuống cho ngài Anan, rồi truyền xuống cho ngài Mã Minh Long Thọ, rồi truyền xuống đời thứ 27 là ngài Bát Nhã Ba La, đời thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, rồi Nhất Hoa Khai Ngũ Hiệp, kết quả tự nhiên thành.
rồi mới truyền sang Trung Hoa là Bồ Đề Đạt Ma làm sư tổ, Huệ Khả là nhị tổ, tam tổ là Tăng Sáng, tứ tổ là Đạo Tín, ngũ tổ là Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Lúc đó lục tổ Huệ Năng là người Việt Nam của mình, rồi tiếp tục truyền sang Việt Nam của mình chính là vua Trần Nhân Tông, là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở Trúc Lâm Yên Tử. Việt Nam mình có nhiều nhân tài, Việt Nam mình rất là hạnh phúc, rất là phước báu. Cái thời này là thời mạt Pháp, thời nhiễu nhương, nhưng mà Pháp không có mạt. May mà có Thần Tăng Thích Minh Tuệ làm sống dậy, làm trổ dậy, coi như là phá tan cái u mê tâm tối, phiền não. Ngài không có nói một lời, Ngài im lặng sấm sét. Quý vị có hiểu được im lặng sấm sét không? Ngài làm tỉnh ngộ biết bao nhiêu con người. Tôi là Du Tăng Thích Minh Tánh, đã từng đi khắp các nơi trên thế giới, từ Việt Nam qua Campuchia, Thái Lan, Philippines, Tokyo, Hồng Kông và Australia. Đi từ Nam chí Bắc, đi từ Đông sang Tây, từ Thái Bình Dương đi qua Đại Tây Dương, mà bao nhiêu chục năm nay chưa thấy một người nào mà đáng tôn quý mà Thích Minh Tánh tôi đảnh lễ. Quý vị có biết không, cái hình hai bàn chân của Ngài Thích Minh Tuệ bị chai sần đen thui, nhưng mà Thích Minh Tánh tôi đội lên đầu, đó là sự tôn quý cái hạnh đầu đà khổ hạnh của Ngài. Ngài làm cho bao nhiêu con tim, bao nhiêu triệu triệu người thức tỉnh, Ngài là một vĩ nhân trong thiên hạ. Bây giờ là một vĩ nhân rồi chứ không phải là người thường, Ngài không phải là bình thường. Ngài không bình thường như người khác, Ngài là phi thường, Ngài là một hiện tượng chấn động toàn Việt Nam, sự rất hãnh diện khi Việt Nam của mình có một thần tăng giáng thế để làm lợi ích cho chúng sanh, hoằng dương chánh pháp và phổ độ cho chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.